Xin chào anh chị và các bác. Hiện tại thì chúng đang có mặt là tại đội 4 xóm Thượng Yên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để bàn giao cho gia đình anh khách hàng có một chiếc đồng hồ cây 23. Và đây là chúng tôi đang vận chuyển cái sản phẩm vào bên trong rồi. Xin mời anh chị cùng đón xem quá trình bàn giao sản phẩm của chúng tôi như nào nhé. Vâng, đây là cái sản phẩm mà chúng tôi đang vừa vận chuyển đến cho nhà anh. Đó, đây chính là không gian bên trong nhà anh ạ. Tôi đang tháo dỡ ra, bóc dưới bóng ra. Dạ vâng, xin kính thưa quý anh chị, chúng tôi đã bàn giao xong cái chiếc đầu cây 2m30 cho nhà anh Đặng Văn Thịnh, có địa chỉ tại xã Thượng Hiền, Thường Tín, Hà Nội. Và đây chính là chiếc đầu cây mà chúng tôi đã bàn giao cho nhà anh, một chiếc đầu cây 2m3 với chất liệu gỗ hương đá và hàng liền. Video trước thì chúng tôi đã chia sẻ về cái sản phẩm này trước khi bàn giao đến cho nhà anh Thịnh rồi. Các bác có thể xem lại thông tin ở cái video trước của cái video này. Đây là một chiếc đầu cây 2m3 hàng liền gỗ hương đá với chất liệu máy điện tử và mặt đồng sâm. Và hiện tại thì nhà anh Thịnh cũng đang sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm và bằng gỗ. Ví dụ như đây là một bộ bàn ghế. Đây là một bộ bàn ghế nghe anh nhỉ. Đây là bộ này, bộ cột 12 ạ. Và anh cũng có chia sẻ là anh vừa mới sắm cho gia đình mình một bức tranh thuận buồm xuôi gió. Cũng hàng rất là dày dặn đây. Và có thêm chiếc đồng hồ của chúng tôi đã đặt vào vị trí góc vào rồi. Đấy, anh chị có thể thấy là không gian nhà chúng ta ở vị trí góc thường rất là trống đúng không ạ? Nếu như có thêm một chiếc đầu cây vào thì trông nó sẽ rất là cân đối và nó phù hợp với rất nhiều không gian nhà, đặc biệt là cái mẫu tư trụ này đúng không ạ? Đây, anh chị có thể tham khảo thấy đây là cái không gian của nhà anh Thịnh này. Đó, và chúng tôi đang vừa bàn giao cái cuốn sổ bảo hành và tặng kèm anh thêm một đôi pin để anh có thể thay thế trong cái quá trình sử dụng. Một đôi pin này của chúng tôi thì nó cần được thời hạn sử dụng, thời gian nó sử dụng được khoảng độ tầm 6 tháng thì một năm các anh chị chỉ cần thay hai đôi pin thôi. Đó, và một đôi pin này thì nó trị giá khoảng độ 50.000. Đó, và các anh chị cũng có thể mua ở ngoài siêu thị. Đó. Đây, xin mời các anh chị cùng ngắm lại một lần nữa cái không gian của mình Thịnh ạ. Khi được đặt chiếc đầu cây vào và khi cái đó, đây là chính là cái phần quà mà chúng tôi tặng kèm thêm cho nhà anh. Thì với trong tháng 12 này thì bất kỳ sản phẩm nào cũng được tặng thêm một cái phần quà và miễn phí vận chuyển trong vòng 60 đến 100 km. Đó. Và chúng tôi đang xử lý lại cái vị trí chiếc đồng hồ để cho nó cân đối lại ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chị hiện tại Tuấn đang ngồi cùng với anh Đặng Văn Thịnh, có địa chỉ là tại xóm Thượng Hiền, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Anh Thịnh thì biết đến bên đơn vị em là qua các video anh xem ở trên YouTube, qua TV đúng không? Cả TV anh cài đặt trên điện thoại, anh mở cả điện thoại rồi là mình gõ ra xem đồng hồ cây nào. Nghĩa là anh tìm nào? Anh đi tìm kiếm đồng hồ cây thì anh thấy bên em và anh lựa chọn bên em để sử dụng đúng không? Ừ. Thế thì anh đi bảo trên giá 21 nhưng mình thấy thấp quá đúng không? Để đây anh đi 27 cao. 27 cao. Nói chung là cây này là em thấy vừa. Ừ, thì anh bảo là chơi khoảng 2m3 là vừa tấm. Vâng. Bên em thì có 4 kích thước, 2m1, 2m3, 50 nữa. Anh nhìn thấy giá biết rồi, nhưng mà em thấy thì là cái kích thước là vừa tấm. Vâng, vừa. 2m50 thì tầm nhà mình thấp quá. Thì thực ra nó 2m50 thì nó cao thêm một tí cũng không phải là không vừa được, nhưng mà nó to quá. Không phù hợp với không gian của mấy như cái này, để như này thì cái kệ nó để vuông như kia nó hợp lý hơn, nhưng mà anh để bên ngoài này thì nó lại không hợp lý được. Để góc này đẹp hơn, nó che được cái góc kia. Thế anh thấy cái sản phẩm em giao cho mình thì có ưng ý cái ý của anh mong muốn không ạ? Quá được ý rồi. Có thành cả. Vâng, rất là cảm ơn anh và chúc anh, gia đình anh là năm mới nhiều mạnh khỏe và cái sản lượng nhà mình thu hoạch sẽ đạt được nhiều hơn. Thôi, nhiều hơn lại vất vả hơn. Nhiều hơn lại vất vả quá. Người ta làm nhiều, sử dụng nhiều, mình làm ít, sử dụng ít. Bây giờ thì em xin phép nhé, thì em đi về không muộn nữa. Uống nước đi. Vâng, uống nước đấy. Dọn là
Trong thời gian sắp tới thì anh có muốn sử dụng cái gì thì hy vọng là chúng em sẽ được giao lưu với anh thêm. Cứ phải dần dần. Ừ, dần dần. Dần dần phải làm những kệ khác. Đây là hy vọng sẽ được giao lưu với anh thêm một số cái nữa. Không, trước sau cũng có chứ.